Đây nha, cho mọi người ở nhà chiêm ngưỡng nha, cảnh. Đây là nhà lên cáp treo vừa đây. Cảnh núi Bà Đen này. Đấy. Mọi người ơi, cảnh núi Bà Đen này đẹp không? Đây, ông xã đây. Đấy. Xin chào. Xin chào, cảnh núi Bà Đen. Đây. Đây là núi Bà Đen. Đấy, đẹp không? Cảnh núi Bà Đen quá đẹp. Quá đẹp không? Đấy. Trên kia là đỉnh núi. Bây giờ là chưa đeo đỉnh núi đâu, vẫn đang ở dưới chân thôi. Núi Bà Đen. Núi Bà Đen đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, quay cho mọi người ở nhà xem nha. Có dịp lại đây. Năm ngoái mình đi rồi nhưng năm nay lại đi tiếp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn núi Bà Đen. Nay đi vào ngày thường đâu nào, ngày thường nó vắng, cứ đi vào những ngày thứ bảy nhật đông lắm. Núi Bà Đen đấy, đẹp chưa? Đấy, núi Bà Đen. Đây, Đạt đây. Đấy nha, đại ca Đạt. Đấy, núi Bà Đen. Quá đẹp luôn. Đây vẫn đang ở dưới chân núi thôi, chưa lên đỉnh. Giáp đỉnh núi. Đây, các công nhân đang trồng hoa, chăm sóc hoa. Công nhân chăm sóc hoa. Đẹp rồi. Đẹp chưa? Cho mọi người ngắm chiêm ngưỡng. Quá đẹp luôn. Đấy. Cả cứ đi xuống đây, cả tí họ xuống đây. Cả đi ra ngoài chơi đã tí leo lên núi. Đây công nhân họ đang trồng hoa. Ui dồi ôi này. Ui dồi ôi, hoa hồng đẹp thế. Còn hoa hồng đẹp chưa? Hoa hồng quá đẹp luôn. Đấy, đúng là hoa hồng, không phải hồng nhung mà là hồng nha, đẹp chưa? Quá đẹp luôn, toàn hoa. Đẹp, đó, đẹp luôn. Công nhân đã trồng hoa. Ôi rồi. Các loại hoa. Này, này mà trồng xong thì đẹp lắm đây. Này mà trồng xong hôm nay đẹp lắm đấy. Đấy, đi đấy. Quá đẹp luôn. Mọi người ơi, đẹp chưa? Đấy, quá đẹp. Cưới lên đây chụp ảnh rồi. Quá đẹp luôn. Đây đỉnh kìa. Bên dưới đây mây mù. Đây đang cáp treo đấy ạ. Quá đẹp luôn. Đẹp chưa? Người thấy đẹp không? Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp. Đấy, đang leo trên đỉnh.
Năm đẹp hơn năm ngoái. Đây, chụp ảnh rất đẹp. Mọi người ơi, đẹp không? Cáp treo đi thẳng đứng luôn. Đạt ơi. Quá đẹp luôn, người đẹp không? Ấy. Đẹp chưa? Quá đẹp. Mệt quá. Đâu hết rồi. Đâu hết rồi. Đạt đâu? Nha. Kết thúc ở đây đã nha.